đi được mấy thằng rồi con súng đạn ăn? Dạ hai. Gì? Tới giờ này mà mới có hai thằng á hả? Thằng kia là thằng nào vậy? Thằng khùng đó mà. Bà nội mẹ nó ngồi nó ám mày vậy rồi khách nào tới mày? Mày muốn chơi nhỏ kia không? Đưa tiền đây. Không có tiền hả? Không có tiền thì biết đi. Hay mày muốn bảo kê nó thay cho tụi này? Đập mà thấy mụ nội mày bây giờ. Đi mày! Đi mày! Đi! Trời ơi! Cái thằng này! Đi nhanh thằng con hồn các bạn! Đi mày! Đi! Đi mà! Đi khỏi đây mày! Hai con này! Mấy trái rồi! Đi đi! Đi đi! Anh đi lẹ đi! Bọn ma cố thuê anh nó đánh anh á! Nó đánh được cả tôi nữa đó! Đi đi! Con vịt trong cái trứng nó kêu. Hiểu chưa? Nước nóng lên con vịt nó kêu. Làm gì vậy?
đây làm gì mặt mày ngã hỏi vậy cười. Mày ấp trứng. Ơi khùng ơi là khùng. Không? Nghe người ta nói là anh đang ấp một quả trứng vịt đúng không? Đâu? Cho mượn coi. Trời, dễ nữa. Con gái à? Bộ thích con gái lắm mà. Rủi rồi nó ung, nó không nở sao trời. Ê, mốt dịch lớn lấy dịch làm vợ phải không? Ê, bỏ quả trứng vịt cho thao nước á, thấy nó quay vòng vòng là nó nở rồi, còn không nó ung nữa nha, nhớ nha. Thank you.
Mẹ ôm cái gì mà có vẻ nâng niu quá vậy? Con vịt. Con vịt mà từ ở trong cái trứng mày ấp ra đó hả? Trời ơi, mày tài quá Cười ơi. Không có ai tài bằng mày hết á. Từ cái trứng vịt mà ấp ra con vịt thiệt là tài á. Ôi. Ê Cười, sống như mày á, nuôi một con vịt không phải đơn giản đâu nha. Coi vậy chứ mai mốt có vợ rồi, có hơi đàn bà cái rồi nó tỉnh à. Rồi. Ủa, sao biết tôi đây đi kiếm vậy? Sao mặt hớn hở vậy? Có tiền quốc tươi phải không? 400 một cước, 700 nguyên đêm. Tiền đây. Nhanh lên, đưa tiền đây. Chứ không có tiền sao mặt hớn hở vậy hả? Ý, tôi quả trứng đam phải không? Wow, con vịt dễ thương quá. Wow, ôi đáng yêu quá. Kia kia, kia kia. Nhớ cho em ăn trùng ha, cào cào, cá nhỏ, em mau lớn lắm á. Hồi đó nhà tôi nuôi tới 200 con luôn á. Nhưng mà nó cũng dễ chết lắm. Bữa sớm á, tôi vô chuồng để lùa vịt ra đồng hả. Qua một tối á, vịt chết hết, không còn một con. Đợt đó ở miền Tây bị vịt cúm, vịt chết hết trơn à. Người ta bỏ lên Sài Gòn quá chừng luôn á. Trời ơi, nữa. Đi bà nội mẹ cái thằng này đi. Sao mày cứ ám nó hoài vậy mày hả? Đi còn cái con ngựa bà này nữa, không lo làm ăn lo giỡn hết. Cái thằng khùng nhớ nghề cũ hả con? Đưa con vịt đây. Cái thằng chó đẻ này mày đưa đây không? Dừng lại, trả con vịt cho nó. Trời đất ơi, cái con này bữa nay mày gan bằng trời rồi. Mày dám chống đối với tao vì con vịt này hả mày? Mày tới số rồi. Tao sẽ giết con vịt này rồi tao xử hai đứa mày sao? Trả ra tôi đâm nó nha. Tôi đâm thiệt nó nha. Chị, trả cho nó đi. Nhỏ điên á, dám đâm thiệt á. Đi. Trời đất ơi, con ngựa bà, mày khiến chết mày với tao rồi, mày khiến chết với tao rồi hả? Trời ơi, mày khiến chết với tao rồi hả? Trời ơi, con ngựa bà, đừng có đánh vô mặt nó, để nó còn làm ăn nữa đó. Trời ơi, con này nè. Trời ơi, con...